Ngày 12 tháng 11, ông Lê Hoàng Long Bí Thư Đảng ủy xã Thanh Yên Thanh Chương, Nghệ An, cho biết, chính quyền xã đã có thông báo đình chỉ thi công công trình chùa Linh Sam vì xây dựng trái phép và trồng lấn lên phần đất khu vực cần bảo vệ của di tích đền hữu, đóng trên địa bàn xã này. Trước khi bị đình chỉ, nhiều tháng trước ban quản lý đền hữu và nhiều người dân trên địa bàn xã đã có phản ánh về việc chùa Linh Sam xây dựng trái phép và lấn đất. toàn cảnh công trình chùa Linh Sâm đang được xây dựng trái phép. Theo tìm hiểu của phóng viên, chùa Linh Sâm được xây dựng từ tháng 7 năm 2019 trên phần đất rộng hơn 4 không mét Công trình xây dựng chùa Linh Sâm có hai giai đoạn. Giai đoạn 1, chùa được xây dựng với mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục xây dựng các hạng mục và trồng cây cảnh. Tổng mức đầu tư xây dựng cả hai giai đoạn lên đến hơn 30 tỷ đồng khu vực chùa Linh Sâm xây dựng nằm bên trái và sát cạnh đền hữu bên phải. Ghi nhận của phóng viên vào ngày 12 tháng 11, công trình chùa Linh Sâm đã xây dựng xong phần thâu của 6 ngôi nhà và cổng tam quan. Nhiều hàng mục khác vẫn đang còn gian dở. Phần đền sân và xung quanh đang được sang gạt để tiếp tục làm. Khu vực chùa Linh Sâm xây dựng nằm phía tây và sát cạnh đền hữu di tích lịch sử cấp quốc gia bản đồ khuyên dùng khu vực đất bảo vệ của đền hữu. Phần chùa Linh Sâm xây dựng nằm trong khu vực bảo vệ y y phần khuyên đỏ. Phần khuyên xanh là khu vực y và nơi đền hữu tọa lạc. Sau khi có thông tin phản ánh, chính quyền xã Thanh Yên đã vào cuộc làm rõ và ra thông báo đình chỉ việc thi công công trình chùa Linh Sâm. Họ thi công còn thiếu về thủ tục đất đai và giờ họ đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục hiện xã đã đình chỉ việc thi công công trình chùa này, bí thư đảng ủy xã Thanh Yên nói và thừa nhận, phần đất hiện đang xây dựng chùa Linh Sam thuộc vào phần đất dùng y y, khu vực bảo vệ của đền hữu. Khi bị đình chỉ, chùa Linh Sam đã được xây dựng 6 khu nhà và cổng tam quan. trao đổi giấy phóng viên, ông Nguyễn Cảnh Nhu 1958, trú xã Thanh Yên, tộc trưởng họ Nguyễn Cảnh cho biết, ông và các thành viên trong họ rất bức xúc vì chùa Linh xâm xây dựng lấn vào khu vực đất bảo vệ của đền hữu. Ông Nhu cho biết thêm, hiện ông đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng để vào cuộc làm rõ và xử lý sai phạm về việc xây dựng chùa này. Khoảng 19 chi 6 em lịch họ bắt đầu khởi công rồi xây dựng đã có lần công trình này bị đình chỉ, nhưng sau đó đơn vị thi công đốc thúc công nhân làm nhanh hơn, làm cả ngày và đêm. Dựa vào bản đồ khuyên dùng bảo vệ thì phần đất mà chùa Linh Sâm xây dựng này đã lấn vào khu vực bảo vệ y của đền hữu. Ông Nhu nói và mong muốn các đơn vị chức năng làm rõ sai phạm, tháo dỡ công trình chùa xây trái phép, trả lại hiện trạng đất ban đầu cho đền hữu. Thông báo đình chỉ công trình xây dựng trái phép chùa Linh Sâm.